Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Kiện Chính Hãng 789. Hôm nay mình sẽ làm một video để gọi là chúc Tết đầu xuân đến tất cả các bạn, tất cả quý khách hàng đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình suốt thời gian qua và từ đầu đến giờ. Hiện tại là bên mình bây giờ đang nghỉ Tết. Khi video này được công chiếu thì lúc đó đã sẽ ngày mùng 1 Tết rồi các bạn ạ. Video mình sẽ quay trước và mình sẽ công chiếu vào 12:30, tức là 00:30 của ngày mùng 1 rồi các bạn nhé. Lời đầu tiên cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đang xem, khách hàng của mình và những khán giả yêu thích và theo dõi kênh Phụ Kiện Chính Hãng 789. Lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể mọi người. Chúc mọi người năm mới là an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt và gặp nhiều thành công trong cuộc sống, hạnh phúc. Đó. Và mình cũng không có biết văn thơ nhiều, mình chỉ biết chúc ngắn gọn đến tất cả các bạn và quý khách hàng đã theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay mình có nghỉ rất lâu rồi, cũng đến một tháng rồi, do dịch thì bên mình nghỉ sớm thì hôm nay mình có ra một video để thứ nhất là chúc Tết đến mọi người, thứ hai mình sẽ có những chút gọi là lì xì để đến các bạn đang theo dõi kênh. Mình sẽ gắn kèm các mã thẻ cào ở trên phần màn hình, các bạn lưu ý để nhận phần lì xì nhỏ nhoi của bên mình đến tất cả mọi người. Ai may mắn thì sẽ nhận được, nạp trước thì sẽ nhận được các bạn nhé. Mình sẽ đăng chẳng dạng công chiếu thì mọi người sẽ không tua được. Ai xem thì bấm thì nạp thôi, chứ không thể tua trước được để nạp trước được các bạn nhé. Yên tâm vì bên mình có lì xì là có chính xác luôn. Khuyên các bạn cứ theo dõi và ủng hộ bên mình. Hôm nay là ngày gói bánh chưng thì mình có quay lại một chút cảnh những cái công trình do mình tự tay mình làm, không có thuê thợ gì cả. Ở quê thì mình tự làm các bạn ạ, và gia đình ngồi quây quần gói bánh thôi. Đó. Chia sẻ cái video đầu năm đến tất cả các bạn. Mong các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cho bên mình, đăng ký kênh, chia sẻ các video và những sản phẩm bên mình chia sẻ thì các bạn có thể xem đến sản phẩm và mua hàng của bên mình nó dễ dàng hơn. Đó. Thì thực ra là mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp hay là như gì cả. Mình chỉ là quay những cái hình ảnh chân thực nhất của gia đình mình và tấm lòng của mình gửi đến tất cả mọi người. Hiện nay kênh của mình đã gần 2.000 subscribe, thì sắp tới đến 2.000 sub thì mình sẽ tiếp tục tặng phát thẻ cho các bạn để cảm ơn các bạn đã ủng hộ bên mình và chúng ta sẽ gắn kết nhau hơn. Các bạn hãy ủng hộ mình cách chia sẻ video và đăng ký kênh. Đó. Hiện tại đã bây giờ khoảng là 1.800, gần 1.900 rồi. Thì hôm nay là ngày Tết thì mình cũng có một chút gọi là lì xì đến mọi người thôi, chứ không có nhiều các bạn ạ. Thực ra năm vừa rồi khó khăn thì nói chung là làm ăn thì rất là khó. Thế mình lì xì nọc đầu năm cho mọi người. Thì các bạn nhớ theo dõi để đến khi kênh của mình đạt 2.000 subscribe thì mình sẽ tiếp tục phát thẻ cào để các bạn nạp và ủng hộ tiếp tục bên mình. Đó. Hôm nay thì mình chia sẻ một đoạn video ngắn ngắn về cái thú vui và cái không khí gia đình ngày Tết các bạn ạ. Chắc hẳn là năm nay dịch thì nhiều bạn cũng đi làm xa hoặc là cũng khó về quê, hoặc là cũng đã về vì thì cũng bị hạn chế đi lại và phòng chống dịch, thì đó là tình hình chung các bạn nhé. Các bạn lưu ý là Tết nhất vui vẻ và nên phòng chống dịch tốt, thực hiện 5K, luôn tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Cho nên là để cho nhanh dịch qua đi thì chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường, đi ra ngoài không phải đeo khẩu trang, hoặc là ăn uống tụ tập vui vẻ hát hò thoải mái không phải suy nghĩ. Thì chúng ta cũng mong sao cho một năm 2022 đạt tái được nhiều thành công và không đẩy lùi được Covid đi, thì chúng ta sẽ có được cuộc sống và nhiều gia đình sẽ rất là hạnh phúc, thì không bị mất mát đến tiền bạc và người thân. Đó. Hồi đầu năm thì mình cũng không biết nói gì, chỉ biết chúc
người người nhà nhà luôn luôn mạnh khỏe bình an, làm ăn thì thuận lợi, sức khỏe thì dồi dào đó. Có mấy cái bánh chưng đây thì thực ra là toàn mấy các anh các chị hàng gói thôi chứ mình thì không biết gói các bạn ạ. Đây mình gói được đúng một cái nhưng mà nói thật là rất là xấu, gói thì không vuông không vắn gì cả, mà buộc lạt thì cũng còn chưa biết buộc các bạn ạ. Có hơn chục cái bánh thôi mà mình gói đúng một cái, toàn các anh các chị gói hết đó. Thực ra gói bánh chưng mà không dùng khuôn thế này là cũng là cả một nghệ thuật đấy các bạn ạ, khó khăn ra phết đấy. Nếu mà ai mà gói bằng không khuôn thì cho vào khuôn thì nó còn vuông, nhưng nếu mà gói tay như này mà gói được vuông thì rất là khó. Như nhà mình thì thường là gói như này xong thì khi gói xong thì bỏ vào luộc, luộc khoảng 8 đến 10 tiếng các bạn ạ. 8 đến 10 tiếng thì là vớt ra và cho ra một cái mâm hoặc là một cái mặt bàn phẳng. Chúng ta sẽ dùng một cái thớt to hoặc là một tấm gỗ để nén nó lên, đè nó lên cho nó không bị phồng, nó sẽ cái bánh nó sẽ bẹp xuống thì nó sẽ vuông và đẹp hơn. Khi chúng ta bày lên ban thờ hoặc là đi lễ Tết hoặc là cắt ra để ăn thì rất là đẹp. Với những cái bánh chưng này thì hoàn toàn là đồ sạch hết các bạn nhé. Lợn thì là lợn nhà nuôi đó, ở quê mà các bạn, lợn thì nhà nuôi hết. Lá dong thì cũng ở ngoài vườn, dòng một hai cụi để thỉnh thoảng làm bánh, không phải đi mua ở đâu cả đó. Có tre thì trẻ một ít nạt, không thì ra ngoài mua cũng có thôi, rất là rẻ. Thì quy trình gói bánh chưng thì rất là đơn giản các bạn ạ, chỉ có lá dong này, gạo nếp, gạo nếp này, đậu xanh này, thịt lợn này. Như nhà mình lợn nhà nuôi thì hoàn toàn là sạch các bạn nhé, ướp một tí hạt tiêu và một tí muối vào thì gói một chiếc bánh thì cho vào giữa cái đám đỗ với cả đám gạo nếp thì linh cho khoảng 8 tiếng thì rất là ngon. Bánh chưng người ta bảo rất là dền các bạn, dền và xanh đấy. Nếu mà cái bánh các bạn mà linh không đủ dền thì để nó rất là nhanh bị mốc các bạn ạ. Có thể là chỉ 2-3 hôm mà nó đã bị mốc xanh, mốc đỏ lên rồi. Và nếu mà cái bánh nào mà chúng ta đun đủ độ chín của nó gọi là nó bánh chưng nó đã dền lên rồi ấy, thì chúng ta có thể để được cả tuần mà không cần bỏ tủ lạnh, nó vẫn không bị mốc các bạn nhé. Không bị mốc và không bị sượng, khi ăn bánh vẫn cứ nhuyễn, vẫn cứ ngon bình thường đó. Thế là mình học được kinh nghiệm của các cụ, các ông, các bà, những người đã có kinh nghiệm rồi. Còn mình thì mình chỉ biết xem thôi, chứ thực ra là rất là vụng tay các bạn nhé. Gói rất là khó, nói thật là gói rất là khó. Không biết ở chỗ mọi người thế nào, chứ như chỗ mình thì gói là phải, mình lá bé thì mình cứ cắt làm 4 lá các bạn ạ. 4 lá gấp làm đôi hoặc gấp làm 3 đấy. Tùy theo kích cỡ mình muốn gói cái bánh to, cái bánh nhỏ thì mình như nhà mình thì mình cứ gấp làm 3 gói cái nó vừa vừa thôi. Vừa một cái đĩa vừa là đủ ăn các bạn ạ. Mỗi một lần ăn thì bóc một cái nó dễ. Mình thì mình cũng gọi là không ăn được của lết lắm, nhưng mà cũng vẫn ăn được các bạn ạ, 1-2 miếng. Chung là nó tiện, ăn lúc nào thì bóc lúc đấy thì không cần phải đun cái gì cả. Cứ bóc ra là chấm với ít nước mắm là ăn thôi, rất là ngon. Đây, nguyên liệu của mình thì có thịt lợn đây các bạn, thịt dọi, ba chỉ. Nó hơi mỡ nhưng mà lợn nhà nuôi sạch lắm các bạn nhé. Đây là gạo nếp và đậu xanh. Đó. Lá dong của nhà trồng thành quả đây. Để nạp thẻ các bạn nhé. Nạp được thì các bạn nhớ chia sẻ và comment ở dưới phần bình luận giúp mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào, hẹn gặp lại các video tiếp theo.